cùng với chúng ta. Những cuộc phiêu lưu của Tintin hiện đang được phát hành trọn bộ tại các đại lý và nhà sách trong thành phố. Mọi chi tiết xin liên hệ trung tâm dịch vụ truyền hình số điện thoại 8299045. Nestle Gấu hân hạnh tài trợ chương trình này. Và người giới thiệu chương trình hôm nay là tôi. Chào mừng quý vị các bạn các em đang đến với chương trình Chuyện Nhỏ. Thưa quý vị, Chuyện Nhỏ trên đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty Đông Tây thực hiện. Chương trình này được sự tài trợ của nhãn hàng Nestle Gấu. Hy vọng Chuyện Nhỏ sẽ mang lại nhiều niềm vui và sự thú vị cho tất cả quý vị các bạn và các em. Thưa quý vị và các bạn, và bây giờ thì tất cả các bé đã có mặt sẵn sàng. Chú Thanh Bạch xin chào các cháu. Chào chú Thanh Bạch. Giỏi lắm. Bây giờ chú Bạch xin mời các con hãy có đôi lời tự giới thiệu về bản thân mình, về tên, họ, sở thích, ước mơ, vân vân. Chú Bạch xin mời bé đầu tiên, đó là hai bé Thanh Hà và Thanh Vân. Con tên là Nguyễn Viết Thanh Hà, năm nay con 8 tuổi, sở thích của con ăn cá và uống sữa. Ước mơ sau này của con làm cô giáo, sẽ dạy các em học. Đây là bạn của con. Con tên là Tô Thanh Vân, năm nay con 8 tuổi. Sở thích của con là được đi bơi. Còn màu con thích là màu xanh da trời. Còn thức ăn con thích là bò bít tết. Ước mong con lớn lên làm tiếp viên hàng không. Làm tiếp viên hàng không được đi nhiều nước, được nói chuyện với người nước ngoài. Con tên là Lưu Nguyễn Ngọc Huy, năm nay con 8 tuổi. Năm nay con 40 kg. Ở lớp các bạn thường gọi con là Bít vì là heo, nhưng con thấy con là heo nhưng con mạnh khỏe. Bạn thân nhất của con trong lớp là bạn Quốc Trường vì bạn ấy rất thông minh và dũng cảm. Lớn lên con muốn làm ca sĩ giống như chú Lý Hải để hát cho mọi người nghe. Con tên là Ngô Ngọc Thịnh, năm nay con 8 tuổi. Sở thích của con là đọc truyện, xem chương trình hoạt hình Doraemon và Thế Giới Đó Đây và Thế Giới Động Vật. Ước mơ sau này của con là được trở thành kỹ sư để xây những bệnh viện thật lớn để chữa bệnh cho tất cả các trẻ em nghèo và tất cả mọi người. Con tên là Trương Thiên Trang, năm nay con 8 tuổi. Món ăn con thích nhất là thịt heo chiên, gà rán và uống sữa. Ở nhà con thường làm trà đá cho cha uống, rót rượu cho cha uống. Cha gọi con là con gái rượu của cha. Sau này con lớn lên con sẽ làm đầu bếp để nấu nhiều món ngon cho cha nhậu. Con tên là Trần Minh Thư, năm nay con 8 tuổi. Con thích nhất là xem truyện Doraemon và con phim Master Villamy. Con ghét nhất là ăn cá vì nó có nhiều xương. Ước mơ con lớn lên con sẽ làm ca sĩ. Con tên là Từ Nguyên Khang, năm nay con 8 tuổi. Sở thích của con là võ karate. Ước mơ sau này con sẽ trở thành lính cứu hỏa để chữa cháy, tiền bạc, quần áo cho mọi người. Con tên là Võ Kỳ Anh, năm nay con 8 tuổi. Sở thích của con là ăn bột chiên và đọc truyện Doraemon. Mai mốt con sẽ làm phi công để chở mọi người đi khắp thế giới. Cảm ơn sự chú ý của quý vị và các bé. Thưa quý vị, còn bây giờ chúng ta sẽ làm quen với ba người chơi của Chuyện Nhỏ lần này. Đầu tiên xin mời bạn Như Bằng hãy có đôi lời giới thiệu về mình. Chào tất cả quý vị, quý vị khán giả có mặt ở trường quay Maximus Cộng Hòa. Chào tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình trên màn nhỏ. Chào anh Bằng. Tôi tên là Vũ Như Bằng, hiện đang công tác tại công ty cổ phần đầu tư xây dựng và kinh doanh nhà Sài Gòn. Hôm nay tôi rất vui việc đến tham dự chương trình này, vì qua chương trình đó là tôi học hỏi được nhiều cái kinh nghiệm và để nuôi dạy các em. Cũng mong rằng là qua chương trình này là tôi sẽ học hỏi được nhiều kinh nghiệm và cũng mong rất là quý vị khán giả ủng hộ cho tôi và hai người bạn chơi với tôi.
Chúng ta cùng gặp gỡ với thành viên thứ hai, xin mời bạn Thế Huyền. Vâng, xin chào anh Thanh Bạch, chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Chuyện Nhỏ. Tôi tên là Nguyễn Thế Huyền, tôi có một bé trai 4 tuổi, bé tên là Nhất Nguyên. Tôi rất vui được đến tham dự chương trình này. Hy vọng rằng qua chương trình này, tôi cũng như các bạn sẽ hiểu biết thêm về tâm lý của bé để nuôi dạy con tốt hơn. Mong rằng các bạn sẽ ủng hộ cho cả ba thí sinh chúng tôi. Chúc các bạn một ngày nghỉ cuối tuần thật tràn đầy niềm vui bên những người thân của mình. Chúng ta cùng tiếp tục với thành viên thứ ba, xin mời chị Thảo. Dạ, xin chào Thanh Bạch. Xin chào tất cả các quý vị khán giả đang xem chương trình Chuyện Nhỏ. Tôi tên là Trần Thị Thảo, tôi đang công tác tại một công ty quảng cáo. Và hiện tại thì tôi có một gia đình nho nhỏ với một bé trai 3 tuổi. Con của tôi thì rất hiếu động và rất thích xem chương trình Chuyện Nhỏ. Vì vậy thì tôi cũng đánh liều đi thi chương trình Chuyện Nhỏ để mà hiểu được thêm những tâm lý của các bé, để từ đó có thể dạy con mình cho tốt hơn. Xin cảm ơn quý vị khán giả và xin quý vị khán giả ủng hộ cho tôi cũng như hai người bạn cùng chơi của tôi. Thưa quý vị, vừa rồi là phần tự giới thiệu của ba thí sinh, và ngay sau đây chúng ta cùng nhau bước vào vòng 1 của chương trình Chuyện Nhỏ. Quý vị các bạn thân mến, trong vòng 1 của Chuyện Nhỏ chúng ta có một câu hỏi và các thí sinh phải đoán xem là đa số các bé trả lời với khuynh hướng ra sao. Câu hỏi vòng 1 như sau. Theo hiểu biết phổ biến hiện nay, vật chất có 3 dạng: rắn, lỏng và thể khí. Thì các bé có biết như vậy hay không? Xin mời anh Dư Bạch. Em nghĩ là các bé không biết. Các bé không biết. Bạn Huyền thì sao ạ? Thế em nghĩ là các bé cũng không biết ạ. Không biết. Và bạn Thảo ạ? Em nghĩ là các bé sẽ biết. Vâng, khi được hỏi về kiến thức phổ biến hiện nay, vật chất có 3 dạng là rắn, lỏng và thể khí, thì đa số các bé trả lời là không. Như vậy, bạn Thảo là người lựa chọn đầu tiên cho mình bất kỳ ô nào trong số 7 ô trên màn hình. Em xin chọn bé Ngọc Thịnh ạ. Bé Ngọc Thịnh. Ngọc Thịnh nói cho mọi người nghe các vật dụng có thể dùng đựng chất lỏng là gì? Dạ thưa chú Thanh Bạch, theo con các vật để đựng chất lỏng là các vật cái ly, cái chai, cái bình, cái hũ. Bây giờ thì bạn Thảo hãy cho biết, bé có biết là vật chất có 3 dạng rắn, lỏng và khí không ạ? À? Em vẫn giữ nguyên ý định ban đầu là bé biết. Biết, cho nên trả lời là có. Con nói cho mọi người nghe vật chất ở các dạng nào? Dạ thưa chú Thanh Bạch, các vật chất có ở 3 dạng: rắn, khí và chất lỏng. Vì con đã nghe ba nói. Chúc mừng, trùng khớp quý vị. Tiếp theo xin mời bạn Bằng. Em chọn bé Thiên Trang. Bé Thiên Trang. Theo Thiên Trang, nước có hình dạng nhất định hay không? Hãy nói cho mọi người biết nè. Dạ thưa chú, nước không có hình dạng nhất định. Bởi vì có ngày, có lúc nó hình tròn, có lúc nó hình vuông, có lúc nó hình tứ giác, có lúc nó hình tam giác, có lúc nó hình chữ nhật. Tùy theo cái vật đựng mà chất lỏng sẽ có hình dạng khác nhau, nó không có hình dạng cố định. Thế thì bé sẽ trả lời thế nào với câu hỏi vật chất có 3 dạng: rắn, lỏng và khí hay không ạ? Nghĩ là bé không biết. Thiên Trang ơi, con nói cho mọi người nghe vật chất ở các dạng nào? Dạ thưa chú, vật chất có 3 dạng: rắn, lỏng, khí. Tại con nghe trên TV nên con biết. Rất tiếc chưa ghi được điểm. Xin mời bạn Thế Huyền. Em xin chào bé Ngọc Huy ạ. Bé Ngọc Huy. Ngọc Huy ơi, hãy kể các chất dạng chất lỏng mà con biết. Dạ thưa chú Thanh Bạch, các chất dạng lỏng là nước suối, nước tương, nước mắm, nước hồ, nước biển. Dạ hết rồi. Cảm ơn con. Bạn Huyền nghĩ thế nào ạ? Bé có biết là vật chất có 3 dạng không ạ? Dạ em nghĩ là bé có biết ạ. Ngọc Huy ơi, hãy nói cho mọi người nghe vật chất ở các dạng nào. Dạ thưa chú Thanh Bạch,
vật chất ở dạng tròn và dạng vuông. Vì con thấy cái banh hình tròn và căn phòng ngủ của con hình vuông. Chưa trùng khớp đi. Bạn Thảo tiếp tục. Em chọn bé Thanh Hà và bé Thanh Vân ạ. Hai bé Thanh Hà và Thanh Vân. Các con hãy kể các chất ở dạng rắn mà hai con biết cho mọi người nghe. Dạ thưa chú, các chất dạng rắn mà con biết là sắt, gỗ, thép. Dạ thưa chú, con xin bổ sung thêm là đập, sỏi, đá. Vậy đó. Theo em nghĩ là bé sẽ trả lời là bé không biết ạ. Hai bé sẽ trả lời là không biết. Hai con hãy nói cho mọi người nha, vật chất ở các dạng nào. Bạn biết không? Mà không biết nữa. Dạ thưa chú, con không biết. Chúc mừng. Trở lại bạn Như Bằng. Em chọn bé Minh Thư. Như Bằng chọn bé Minh Thư. Theo Minh Thư, chúng ta có thể nhìn thấy không khí bằng mắt thường hay không? Dạ thưa chú, dạ không. Tại vì nó là không khí nên chúng ta không nhìn được. Bạn Như Bằng nghĩ sao ạ? Vật chất có ba dạng thì cháu có biết không ạ? Em nghĩ là bạn không biết. Minh Thư ơi, vật chất có ở các dạng nào? Dạ thưa chú, con chưa học nên con không biết vật chất là gì hết. Chúc mừng trùng khớp đi đi bé. Xin mời bạn Thế Huyền. Vâng, em xin chọn bé Nguyên Khang. Bé Nguyên Khang. Câu hỏi cho Nguyên Khang như sau: theo con, một chất có thể ở nhiều dạng hay không? Dạ thưa chú Thanh Bạch, một chất có nhiều dạng bởi vì con nghe cô giáo dạy. Bạn nghĩ thế nào? Em nghĩ bé trả lời là có biết ạ. Nguyên Khang ơi, vật chất ở các dạng nào? Dạ thưa chú, vật chất có các dạng là chất lỏng, chất rắn, chất khí. Chúc mừng. Thưa quý vị, và chúng ta còn bé Kỳ Anh, vòng 2 quý vị nhớ chọn bé Kỳ Anh nha. Bây giờ xin được công bố số điểm của ba thí sinh sau vòng thi thứ nhất. Bạn Như Bằng 30 điểm. Bạn Thế Huyền 30 điểm. Và bạn Trần Thị Thảo 40 điểm. Chúng ta vừa kết thúc vòng 1. Xin cảm ơn sự chú ý của quý vị. Sữa mẹ là thức ăn tốt nhất cho sức khỏe và sự phát triển toàn diện của trẻ nhỏ. Nestle Gấu 1 cộng với Tribico One giúp hệ tiêu hóa khỏe mạnh và tăng cường hệ miễn dịch. Nestle Gấu 1 cộng giúp trẻ luôn khỏe mạnh để khám phá thế giới. Mẹ con muốn ăn tôm. Chin su mới đây con. Xin giới thiệu nước tương cao cấp Chin su mới. Không những luôn tuyệt đối đảm bảo cho sức khỏe, Chin su mới nay lại còn thơm và ngon hơn trước. Ngon quá mẹ ơi. Nước tương cao cấp Chin su, thơm ngon tới giọt cuối cùng. Milo với vitamin, các khoáng chất, lúa mạch từ thiên nhiên và sữa mang đến cho trẻ sự tự tin để vượt lên mọi thử thách. Thử ngay Milo uống liền để cảm nhận hương vị tuyệt vời. Milo, thức uống dinh dưỡng giàu năng lượng. Chào mừng quý vị các bạn đang đến với vòng 2 của chương trình Chuyện Nhỏ. Thưa quý vị, trong vòng 2 chúng ta vẫn có một câu hỏi dành cho đa số. Câu hỏi lần này sẽ là: theo anh chị, các bé có biết đồng bằng sông Cửu Long lớn nhất Việt Nam hay không? Đa số các bé sẽ trả lời là có hay là không. Xin mời anh Bằng. Em nghĩ đa số các bé là nghĩ là có. Có. Bạn Thế Huyền. Đa số các bé sẽ là không. Và bạn Trần Thị Thảo. Em nghĩ là đa số các bé trả lời là không. Thưa quý vị, khi được hỏi đồng bằng sông Cửu Long lớn nhất Việt Nam không, đa số các bé trả lời là có. Chúc mừng bạn Bằng. Và bây giờ là phần lựa chọn tiếp theo. Xin được mời bạn Thế Huyền. Em xin chọn bé Ngọc Thịnh. Bé Ngọc Thịnh. Ngọc Thịnh hãy kể tên các thành phố ở miền Nam mà Ngọc Thịnh biết.
Dạ thưa chú Thanh Bạch, các thành phố miền Nam mà con biết là thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Cần Thơ. Dạ xin hết. Mỹ Tho, Tiền Giang, Vĩnh Long, Rạch Giá, An Giang, vân vân, rất nhiều. Bây giờ chúng ta hãy đoán xem. Em nghĩ là bé trả lời là có. Trả lời là có. Thử xem, hãy nói cho mọi người biết đồng bằng lớn nhất nước ta có tên là gì. Dạ thưa chú Thanh Bạch, đồng bằng lớn nhất nước ta là đồng bằng sông Cửu Long. Vì ba con nói cho con biết. Chúc mừng. Tiếp tục xin mời bạn Thảo. Dạ em xin chọn bé Kỳ Anh. Bé Kỳ Anh. Chú Bạch nói thế này nha, nếu như mà cho Kỳ Anh lựa chọn thì Kỳ Anh thích sống ở nơi nào trong xứ Việt Nam của chúng ta? Dạ thưa chú, ở Việt Nam con thích nhất là ở Vũng Tàu. Vì ở Vũng Tàu người ta thường chở con đi tắm biển. Bạn Thảo nghĩ thế nào? Đồng bằng lớn nhất ở nước ta có tên là gì, để con biết không ạ? Em xin chọn là bé nói không ạ. Đồng bằng lớn nhất nước ta có tên là gì, con hãy nói cho mọi người nghe. Dạ thưa chú, đồng bằng lớn nhất của nước ta tên là... Dạ con không biết, dạ con không nhớ. Chúc mừng. Xin mời bạn Thiên Bằng. Em chọn bé Ngọc Huy. Bé Ngọc Huy. Ngọc Huy thích ăn những loại trái cây nào? Dạ thưa chú anh bà, trái cây con thích nhất là Sabuche, trái mãng cầu, trái nho, trái chuối và trái cam, trái quýt. Biết rất nhiều trái. Bạn nghĩ sao? Em nghĩ là bé biết. Như vậy đáp án của bé sẽ là có. Đồng bằng lớn nhất nước ta có tên là gì vậy Ngọc Huy? Dạ thưa chú Thanh Bạch, đồng bằng lớn nhất ở nước ta là đồng bằng sông Cửu Long. Con chưa học nhưng con tự suy nghĩ ra. Giỏi, chúc mừng. Tiếp theo xin mời bạn Huyền. Em xin chọn bé Thiên Trang. Bé Thiên Trang. Câu hỏi dành cho Thiên Trang như sau. Con hãy kể các thắng cảnh nổi tiếng ở miền Nam nước ta. Dạ thưa chú, thắng cảnh đẹp ở miền Nam là ở Hồ Con Rùa, Vườn Hoa, Suối Tiên. Hết rồi. Bạn nghĩ sao? Em nghĩ là bé có biết. Thiên Trang hãy nói cho mọi người nghe đồng bằng lớn nhất nước ta có tên là gì? Dạ thưa chú, đồng bằng là đồng tiền, nên con nghĩ đồng bằng lớn nhất là 1 triệu. Làm sao mà bạn có thể trùng khớp được? Lần tiếp, trở lại bạn Thảo. Em xin chào bé Minh Thư ạ. Bé Minh Thư. Con hãy cho biết nơi nào được gọi là vựa lúa của Việt Nam. Dạ thưa chú, nơi vựa lúa của Việt Nam là Bến Tre. Đồng bằng lớn nhất nước ta có tên là gì? Bé có biết không? Dạ thưa anh Thanh Bạch, em nghĩ là bé sẽ trả lời không biết ạ. Đồng bằng lớn nhất nước ta có tên là gì vậy Minh Thư nè? Dạ thưa chú, đồng bằng lớn nhất nước ta là sông Hồng. Chúc mừng trùng khớp đi bé. Đồng bằng sông Hồng cũng là một vựa lúa rất là lớn của khu vực miền Bắc, nhưng không lớn bằng đồng bằng sông Cửu Long. Chúng ta cùng tiếp tục với sự lựa chọn của bạn Như Bằng. Chọn bé Nguyên Khang. Lần này Như Bằng chọn bé Nguyên Khang. Con có biết miền Nam có những điều kiện thiên nhiên thuận lợi gì không vậy Nguyên Khang? Dạ thưa chú Thanh Bạch, dạ con không biết. Bởi vì cô giáo chưa dạy qua. Và bạn đoán như thế nào? Bé có biết đồng bằng lớn nhất nước ta là gì không? Em nghĩ bé không biết. Bây giờ thì Nguyên Khang hãy nói cho mọi người nghe đồng bằng lớn nhất nước ta là gì đi. Dạ thưa chú, đồng bằng lớn nhất nước ta là đồng bằng sông Cửu Long. Chưa trùng khớp đi bé.